Chào anh chị, lần đầu tiên thì chúc mừng chị đã giành chiến thắng trước Ngọc ở sự kiện VSP Pro 2. Thì bạn đánh giá đối thủ của mình ngày hôm nay như nào? Em đánh giá đối thủ của em ngày hôm nay là chị là về trên người đi trước. Chị có kinh nghiệm trình độ hơn em. Và hôm nay em chiến thắng, em đánh bằng sức trẻ. Em đánh giá thì boxing nghiệp dư và boxing chuyên nghiệp khác nhau như nào? Nó khác nhau rất nhiều. Khác ở chỗ là khi mà sinh chuyên nghiệp sẽ thiên về tính điểm nhiều hơn, boxing nghiệp dư là mình sẽ dùng sức mạnh nhiều hơn, ít đòn nhưng mà đòn đánh nó sẽ nặng hơn nghiệp dư. Thì ở trong nước cũng như quốc tế thì em có thần tượng có thế nào? Em có thần tượng chị Hoàng Ngọc Mai, đồng đội của em luôn á. Và mục tiêu cũng như dự định của em sắp tới là sẽ như nào? Sắp tới mục đích của em là em sẽ cố gắng phát triển để vươn xa hơn cùng với các anh các chị. Em có đặt mục tiêu là sẽ vào đội tuyển boxing Việt Nam không? Dạ có ạ. Xin chào Hiếu, thì hôm nay ở sự kiện VSP Pro 2 thì cũng rất tình cờ được gặp Hiếu ở đây. Thì hôm nay bạn đi với ai và bạn có cổ vũ cho boxing nào ở sự kiện này không? Dạ thì hôm nay tình cờ biết được đến sự kiện của VFB thì em có đi cùng một người anh. Và em đến đây thì để học hỏi về cái kỹ thuật boxing và đòn tay của tất cả mọi người. Và em thì không biết về tất cả các bạn boxing nhiều nên là em chỉ đến đây và xem ai đánh hay, đánh trúng thì mình cổ vũ người đó. Hay có một cặp đấu nữ duy nhất thì bạn đánh giá sao về cặp đấu này? Sau khi theo dõi thì trước đây em cũng đã từng giao lưu với bạn Hạnh, thì về đòn tay thì em cũng vẫn trội hơn bạn Hạnh. Về Linh Chi thì một người đàn em trẻ mới nhưng mà em đánh rất là chắc đòn và lối đánh của em cũng rất là nhạy. Với mình là một võ sĩ Mây và bạn Chi thì là một đấy móc sinh, thì mình có đóng góp gì, mình có muốn góp ý gì với lối đánh của bạn Chi hay không? Dạ thì em là Moi thì thường là đánh va chạm nhiều, còn boxing thì vừa va chạm và phải biết lách né. Thì em cũng muốn Chi là một người trẻ đang phát triển thì mình sẽ tập trung vào sức mạnh và độ linh hoạt của chân và thân người. Bạn đánh giá Chi so với các võ sĩ trẻ khác sao, và so với một võ sĩ boxing có tiếng ở hiện tại là bạn Tâm, Nguyễn Thị Tâm, thì bạn đánh giá sao về Chi? Dạ thì Chi cũng là một đàn em đồng đội trong boxing Hà Nội, thì em thấy lối đánh của Chi cũng linh hoạt giống chị Tâm chứ không kiểu dạng đổi đòn. Thì em cũng mong Chi là sẽ cố gắng phát triển nhiều hơn nữa và cũng sẽ như chị Tâm hiện tại.